Chào các em, chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình tiếng Anh lớp 6 nhé. Bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bài học số 2 với chủ đề My House qua phần Skill Tool. Ở phần này, chúng ta đề cập tới hai kỹ năng Listening và phần Writing. Đó là kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Chúng ta đi vào từng kỹ năng một. Thứ nhất, đó là phần Listening. One. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Nội dung hoạt động số 1 như sau, hãy nhìn vào mỗi bức tranh và hãy nói tên mỗi bức tranh à, đó là gì. À, sau đó là chúng ta đoán xem chúng có đề cập tới nội dung của bài nghe hay không. À thì ở đây có 5 bức tranh. À, number 1. What is it? Chúng ta có đoán được đây là cái gì không? Đây là một cái mà chúng ta để đựng sách đấy, để kê. Nó có từng ngăn, từng ngăn một. Ta gọi đó là cái kệ hay là cái giá. In English, bookshelf. Bookshelf. Two. Nào, đây là cái ghế sofa. Chúng ta biết rất nhiều rồi, đúng không nhỉ? Sofa. Three. A desk. Yes. Đây là cái bàn. Four. Clock. And five window. OK. chúng ta đọc lại tên các đồ vật này một lượt nhé. Bookshelf. Sofa. Desk. Clock. Window. nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta đoán xem chúng có đề cập tới trong bài nghe hay không à, Chúng ta đoán xem là cái đồ vật nào sẽ liên quan đến bài nghe thì chúng ta sẽ dấu vào Sau đó là chúng ta sẽ nghe để cái kiểm tra xem cái sự dự đoán của mình có đúng không nhá Nào bây giờ cô sẽ cho chúng ta nghe nội dung bài nghe để chúng ta đoán nhé My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are six rooms in our house. A living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại để chúng ta kiểm tra xem là mình đoán đúng hay không nhé. Cô sẽ cho chúng ta nghe từng câu một. My name's Mai. My name's Mai. Giới thiệu tên. I live in a townhouse in Hanoi. I live in a townhouse in Hanoi. Sống ở Hà Nội. I live with my parents. I live with my parents. Sống với bố mẹ. There are six rooms in our house. There are six rooms in our house. Six, six rooms. Có 6 6 rooms co sáu phong A living room. A living room. A kitchen. A kitchen. Two bedrooms. two, and two bathrooms. bathrooms. Yes, two bedrooms and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. Nó rất yêu căn phòng. Bởi vì nó rất là sáng. Nó lại ở cạnh cái bếp nữa. I have my own bedroom. I have my own bedroom. Tôi uh, có riêng một phòng, phòng ngủ. It's small but beautiful. It's small but beautiful. Nhỏ nhưng rất là đẹp. There's a bed. There's a bed. Có một cái giường. A desk. A desk. Có cái bàn. A chair. A chair. Cái ghế and a bookshelf. And a bookshelf. Như vậy trong câu này chúng ta thấy có từ bookshelf, a desk. Đúng không? It also has a big window and It also has a big window. À, có cả window. The clock on the wall. And clock on the wall. Clock, có cả clock nữa. I often read books in my bedroom. I often read books in my bedroom. Thường xuyên đọc ở phòng ngủ. Như vậy có cái sofa này sẽ không liên quan đến nội dung của bài nghe. Ok. 2. Listen to my talking about her house. Tick. True or false. Nội dung của hoạt động số 2 là chúng ta sẽ nghe Hãy nghe Mai nói chuyện về ngôi nhà. Hãy đánh dấu ở ô đúng và f ở ô sai ở đây có 5 câu chúng ta tìm hiểu nội dung từng câu một nhé uh, one there are four people in my family có bốn người trong gia đình mai two my house has seven rooms uh, nhà của mai thì có bảy phòng three The living room is next to the kitchen. Phòng phòng khách thì là cạnh cái bếp. 4. In her bedroom, there's a clock on the wall. À, trong phòng ngủ cô ấy thì có một cái đồng hồ trên tường. 5. She often listens to music in her bedroom. Cô ấy thường xuyên nghe nhạc ở trong phòng ngủ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại lần nữa để chúng ta check luôn nhé. My name's Mai I live in a townhouse in Hanoi. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. I live my parents, Song. There are six rooms in our house. There are six rooms in our house. Six rooms. Oh. Như vậy là câu số 2 này, my house has seven room, có 7 phòng thì câu này chắc chắn là true. Đúng không? Và chúng ta phải sửa lại là mấy phòng? 6 phòng thôi, six rooms. Thế còn câu số 1, there are 4 people in my family. Như vậy bạn ấy giả bạn gì nói nhỉ? I live my parents. Tôi sống với bố mẹ. Như vậy nhà có mấy người? Ấy? 3. Ba người thôi. Three people. Tiếp theo này. A living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. I love our living room the best because it is bright. It's next to the kitchen. It's next to the kitchen. No, như vậy là living room is next to the kitchen. True. Đương nhiên nó cạnh cái bếp rồi. I have my own bedroom. I have my own bedroom. hữu một phòng. It's small but beautiful. It's small and beautiful. There's a bed, a desk, a chair and a bookshelf. Ah, uh, as uh, uh, a bed, a desk, a chair and a bookshelf. Như vậy là bạn ấy mô tả trong phòng của bạn ấy có cái giường này, có một cái bàn này, có cái ghế này và một cái giá sách. Vậy câu số 4, in her bedroom there a clock on the wall. Thì có hay không? Chúng ta nghe tiếp. It also has a big window and a clock on the wall. It also has a big window and clock on the wall. True. Yes. I often read books in my bedroom. I often read books in my bedroom. thường đọc sách trong phòng ngủ cơ. Thì ở đây là she listens to music in her bedroom. Oh, oh. and correct she reads book. đọc sách chứ không phải là nghe nhạc. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài nghe và chúng ta nghe lại bài nghe cho hoàn thiện nhé. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are six rooms in our house. A living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small, but beautiful. There's a bed, a desk, a chair and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Ok. Bây giờ chúng ta sang tiếp phần kỹ năng thứ hai, đó là phần writing. 3. Answer the questions. Nội dung hoạt động số 3 là hãy trả lời các câu hỏi dưới đây. À, đây là câu hỏi về uh, bản thân mình về ngôi nhà của mình có ba câu hỏi chúng ta sẽ uh, trả lời nhé uh, want where do you live là bạn sống ở đâu câu hỏi where là hỏi ở đâu hỏi địa chỉ thì với câu hỏi này chúng ta nhớ khi hỏi chủ ngữ là you thì khi trả lời sẽ là i vậy em sống ở nông thôn hay thành phố thì chúng ta sẽ trả lời uh, như thế nào Ví dụ I live in a small house in Hà Nội. Tôi sống ở một ngôi nhà thị trấn nhỏ ở Hà Nội. Thì chúng ta có thể là ở ở ở thành phố lớn thì chúng ta nói là big house, big house in Hà Nội. Hoặc là chúng ta sẽ thay thế cái địa điểm này đi nha. How many rooms are there in your house? What are they? À, có bao nhiêu căn phòng? trong ngôi nhà của bạn và hãy đó là những căn phòng nào thì với câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời bắt đầu bằng there are. chúng ta liệt kê ra ví dụ there are five rooms có 5 phòng chẳng hạn hoặc chúng ta có thể hơn thì chúng ta sẽ trả lời đúng không ở living room một phòng khách này ở kitchen two bedrooms and a bathroom đấy chúng ta sẽ liệt kê những cái phòng đó ra three Which room do you like best in your house? Why? Câu hỏi which hỏi cái nào, which room phòng nào, phòng nào mà bạn thích nhất trong nhà bạn? Why tại sao? Thì đây là một câu hỏi mà chúng ta cần phải uh, tư duy, đúng không? Ví dụ mình thích một căn phòng ngủ của mình nhất thì mình sẽ bắt nói sẽ bắt đầu bằng I like, đúng không? Ví dụ này uh, hoặc là my favorite room chúng ta có thể trả lời nhé I like my bedroom hoặc là my favorite room is my bedroom đều được nhé. cái my favorite room ở đây nó là cái căn phòng mà tôi ưa thích nhất thế còn chúng ta dùng I like cũng được là tôi thích nhưng mà khi dùng I like chúng ta sẽ dùng the best ở cuối câu ví dụ I like my bedroom best now why Tại sao? Thì chúng ta sẽ nói về lý do. It is very cozy. Nó rất là ấm cúng hoặc chúng ta dùng những tính từ khác. Ví dụ như nó rất là mát mẻ, nó rất là ấm áp. Thì có rất nhiều những tính từ để chúng ta mô tả cái ngôi nhà của mình. À, chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi này. Chúng ta viết ra vở để chúng ta thực hiện hoạt động số 4 nhé. 4. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in three. Nội dung của hoạt động số 4 như sau. Chúng ta hãy viết một cái thư điện tử tờ cho Mira, à, một người bạn qua thư của bạn. Hãy kể cho cô ấy về ngôi nhà của bạn. Hãy sử dụng cái câu trả lời của câu hỏi ở hoạt động số 3. Thì ở hoạt động số 3 vừa rồi là chúng ta đã trả lời ba câu hỏi đấy Chúng ta sẽ sử dụng 3 câu hỏi đấy để chúng ta đưa vào bài số 4 bài viết nhé Chúng ta sẽ viết một cái email cho bạn Mira à, Theo cái nội dung sẵn sau đây à, Hi Mira, thanks for your email Now I'll tell you about my house Cảm ơn là thư của bạn Và bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về ngôi nhà của mình Thì chúng ta sẽ kể cái nội dung đó ở đây Đúng không? và chốt cuối cùng cái phần chúng ta chỉ ghi cái phần uh, nội dung chính thôi đó là mô tả ngôi nhà thế còn phần kết của lá thư người ta cũng đưa mẫu sẵn rồi what about you where do you live tell me in your next email à, bạn thế còn bạn thì sao bạn sống ở đâu hãy kể cho tớ nghe về cho trong cái lá thư tới nhá không gửi lời chúc thì nhiệm vụ chúng ta là ghi cái phần nội dung đó là phần mô tả ngôi nhà của mình thì lúc nãy chúng ta đã trả lời ba câu hỏi rồi thì bây giờ chúng ta kết nối ba câu hỏi đấy thành một đoạn văn ví dụ I live in a townhouse in Hanoi cô sẽ kết nối lại như vậy there are five rooms a living room a kitchen two bedrooms and a bathroom my favorite room is my like bed is my bedroom it's very cozy there a big window a small bed a desk and a chair Đấy, chúng ta chúng ta thêm một cái câu đó là mô tả cái cái căn phòng ngủ đó nó có những cái thứ gì. Thì đấy là cái phần uh, cô hướng dẫn để chúng ta tham khảo, chúng ta sẽ uh, viết bài của mình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung bài học ngày hôm nay rồi đấy. Sau bài học này thì chúng ta có một số từ vựng sau đây. Thứ nhất, đó là động từ guess. Động từ này có nghĩa là đoán. Thứ hai đó là từ clock, nó là cái đồng hồ. Và cái thứ ba đó là từ pen friend, đó là từ bạn qua thư, tức là người bạn mà chúng ta chẳng chưa gặp nhau bao giờ mà chỉ trao đổi qua thư thôi. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong nội dung bài học ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Thank you, goodbye and see you again.